Ngôi nhà nằm cuối ngõ 81, xã Đàn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, từng là nơi trú ngụ của mẹ con nữ công nhân Lê Thị Thu Hà, nạn nhân tử vong trong vụ ô tô đâm liên hoàn tại Đường Láng đêm ngày 22 tháng 4 năm 2019, giờ đã khang trang, ấm áp hơn nhiều so với sự lạnh lẽo, xuống cấp trước kia. Gần 5 năm trôi qua, bà Liên, mẹ chị Hà vẫn chưa nguôi ngoai về sự ra đi đột ngột của con gái. Tôi hỗ trợ cho các cháu này thì để các cháu để áp miễn học, mong các cháu tiến bộ, không bao giờ là cháu lùi lại xã hội cả, mà chỉ mong cháu tiến lên học hành giỏi, có ích cho xã hội. Trong đêm ngày 22 tháng 4, nhận được thông tin về vụ tai nạn thương tâm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội nhanh chóng thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình chị Hà. Sự hỗ trợ từ nhiều bạn đọc với số tiền gần 1 tỷ đồng mà Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng trao tặng, hai con trai chị Hà đã tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống, xứng đáng với người mẹ đã khuất và với niềm tin của bạn đọc.